Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bác một bí quyết diệt sâu bệnh cực kỳ hiệu quả cho cây trồng, đó chính là thuốc trừ sâu Wamtox 250EC. Wamtox 250EC là một sản phẩm rất hiện đại, được tạo ra để giúp các bác diệt trừ nhiều loại sâu bệnh hại cây. Công thức đặc biệt của Wamtox 250EC không chỉ tiêu diệt sâu bò nhanh chóng mà còn bảo vệ cây trồng khỏi những bệnh thường gặp nữa đấy. Cách dùng Wamtox 250EC cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc với nước theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều lên cây trồng là được. Nhờ vậy, thuốc sẽ thấm sâu vào lá cây, diệt trừ sâu bệnh tận gốc. Một điểm cộng nữa là Wamtox 250EC rất an toàn cho môi trường và người dùng, miễn là các bác làm đúng theo hướng dẫn sử dụng. À, có một điều các bác cần lưu ý, để thuộc đợt hiệu quả cao nhất các bác nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát nhé. Và đừng quên đeo khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ để bảo vệ sức khỏe khi phun thuốc. Với Wamtox 250EC, chỉ sau vài lần sử dụng các bác sẽ thấy vườn cây của mình khỏe mạnh hơn, năng suất cũng tăng lên, mà sâu bệnh thì giảm đi đáng kể. Các bác muốn tìm hiểu thêm thông tin về Wamtox 250EC thì có thể vào trang web darkplant.vn nhé. Hãy tin tưởng Wamtox 250EC, người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi nhà nông. Cảm ơn các bác đã xem video này. Chúc các bác có một mùa màng bội thu. Nhớ like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều bí quyết trồng trọt hữu ích nhé.